Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá xe của chiếc Toyota Veloz thời điểm tháng 7 năm 2023 này. Thì như anh chị đã biết thì từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 cho đến hết tháng 12 năm 2023 thì nhà nước đã duyệt giảm thuế cho những xe lắp ráp trong nước. Thì Toyota Veloz là một trong những dòng xe được giảm thuế. Thì thời điểm này là thời điểm hợp lý để anh chị lấy chiếc xe này. Thì trong tháng 7 này bên em đang Toyota Bắc Ninh đang có những ưu đãi gì? Thứ nhất thì trong khi đi một vòng về ngoại thất xe thì em sẽ giới thiệu chị về tổng quan thông tin xe. Toyota Veloz thì bao gồm hai phiên bản và đều được lắp ráp tại Việt Nam, hai bản số tự động có giá niêm yết các phiên bản như sau. Phiên bản đầu tiên là phiên bản số tự động tiêu chuẩn sẽ có giá niêm yết là 658 triệu vào thời điểm hiện tại tháng 7 năm 2023. Bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái giá bên trên thì anh chị lăn bánh chỉ cần giúp em khoảng 660 là lăn bánh được rồi. Còn nếu mà trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng tầm 170. Phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp thì sẽ có giá niêm yết là 698 triệu. Thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 32 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện. Thì với cái giá như bên trên thì lăn bánh chiếc xe bản cao cấp thì sẽ cần khoảng 700 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 108. Thì với ưu đãi bên trên, ưu đãi từ đại lý, ưu đãi từ nhà nước cũng như là các cái tổng quan về thị trường thì giá Veloz bây giờ đang là tốt hơn rất nhiều so với thời điểm đầu năm nay cũng như là cuối năm trước. Và một thay đổi nữa có thể là nhiều chị chưa nắm được là Veloz ngày xưa là lắp ráp ở bên Indonesia và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Tuy nhiên là từ khi dây chuyền được chuyển về Việt Nam thì sẽ được nâng cấp hơn. Thứ nhất là nâng cấp cái chắn gầm động cơ. Thứ hai là nâng cấp thêm là cái màn hình. Màn hình sẽ lên là 9 inch ở cả hai phiên bản. Veloz thì có các tùy chọn màu sắc như là trắng này, đen này, đỏ, bạc và bạc anh tím. Thì ở đây bên em đang sẵn trắng và đen. Tuy nhiên là anh chị nào cần các cái màu khác, ví dụ như là đỏ, bạc hay bạc anh tím thì cứ liên hệ giúp em, thì em sẽ báo lịch với nhà máy để mang xe về cho anh chị. Còn về phần nội thất xe thì xe là có cái nội thất đen pha với cả màu bạc. Thì đây là một chiếc xe bên em đã hoàn thiện nội thất ngoại thất cũng như là đi đăng ký xe chuẩn bị chờ ra cho khách. Ngày xưa màn hình của bản này là bản tiêu chuẩn thì nó chỉ nhỏ thôi, còn đây là nâng lên phiên bản là 9 inch như em cũng vừa báo anh chị bên trên. Xe thì hai phiên bản nó chênh nhau không nhiều tiền. Chiếc xe này thì đã được bên em nâng cấp lên là ghế da. Phiên bản hiện tại thì đang chênh nhau không nhiều tiền, chỉ khoảng 4 đến 50 triệu. Thì với số tiền trên thì anh chị lựa chọn phiên bản nào cho hợp lý. Thì tiện video này thì em sẽ phân tích một chút nhỏ thôi, nếu về chuyên sâu hơn thì sẽ mất hơi nhiều thời gian. Thứ nhất là về phiên bản cao cấp thì sẽ hơn với phiên bản tiêu chuẩn là về cam 360 này, về cái cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, la răng lớn hơn 1 inch. Đó là những cái thay đổi bản cao cấp. Và ngoài ra có cảnh báo điểm mù trên gương cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Thì đó là các cái khác biệt giữa hai phiên bản, và những khác biệt đó là trị giá 40 triệu. Thì động cơ khung gầm cảm giác lái cũng như là cái nổ ngoại thất thì cơ bản là như nhau. Thì đối với 40 triệu thì anh chị lựa chọn phiên bản nào? Nếu mà anh chị chiếc xe đầu tiên mới lái cần những tính năng hỗ trợ người lái thì nên lấy bản cao cấp. Còn nếu mà trong tầm tài chính của mình nó có giới hạn thì anh chị nên là lấy phiên bản tiêu chuẩn. Thì mà lái cũng cứng rồi nên lấy bản tiêu chuẩn. Vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về lịch xe, giá xe cũng như các thông tin về phiên bản Toyota Veloz thời điểm tháng 7 năm 2023 này. Thì anh chị nào cần em thông tin thêm về các thông tin khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.